Phần trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Huy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, Như Thị Đẳng, Chư Đại Đệ Tử, Tinh Chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Kiền Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng, Chư Đại Bồ Tát, Cập Thích Đề Hoàng, Nhân Đẳng, Vô Lượng, Chư Thiên Đại Chúng Cầu. Chúng ta học tới đây, nhưng mà sự thật ra, chúng ta đây là giới thiệu về các vị thánh chúng thuộc về chúng thành tựu trong trong lục chủng mà thành tựu của Đức Phật. Một là Phật thành tựu ha, hai là thời thành tựu, ba là xứ thành tựu, bốn là Đức Phật là chủ thành tựu đó ha, bốn là văn thành tựu, năm là ngã thành tựu, sáu là chúng thành tựu. Thì tất cả chư chúng đại chúng đây là thuộc về chúng thành tựu, mà chúng thành tựu này là tất cả các vị đều gì, đều chứng bậc a la hán hết không. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần nghĩa cùng với một ngàn cái này bây giờ chúng ta đi vào phần nghĩa. Cái này chắc sư cô nhảy một phần rồi đó. Cùng với 1250 vị điệp chứng bậc đại tỳ kheo tăng cũng là chứng quả la hán, được trời người tôn trọng là bậc thượng tri thức, thì cũng là thuộc về chúng thành tựu. Ở đây sư cô, bài này là phần này là sư cô nói về nghĩa, phải không? Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần phân tích từng phần giải thích về các danh từ của các vị. Một là chúng thành tựu, một phần trong lục chủng thành tựu như là thời, chủ, xứ, chúng, ngã và văn thành tựu trong lục chủng thành tựu của Đức Phật. Cái này là sư cô giải thích thêm, ở trong phần kia thì nó không có. Rồi chư đại đệ tử là chỉ cho gì, là chúng thanh văn, chúng thanh tất cả cái vị này đều là chứng quả hết trong hội chúng của Đức Phật. Đại tỳ kheo tăng là nói về phần phân loại, chỉ cho hạng lớn nhất trong chúng. Đại tỳ kheo tăng là những vị lớn nhất trong hàng chúng, thí dụ trên các bậc hòa thượng, ha, bậc hòa thượng, rồi tới là các vị tỳ kheo, rồi tới là xuống là sa di. Đó. Trong giới luật của Đức Phật á, chỉ có sa di, tỳ kheo và chư tôn hòa thượng. Thì trong cái phà thể loại ở trong mà theo giới phẩm mình phân chia đó, các bậc hòa thượng, rồi là bậc hòa thượng, tỳ kheo và sa di. Nhưng theo giáo hội bây giờ đưa thượng tọa thêm những cái phần
Trong kinh không có, trong kinh là chỉ cho các bậc A-la-hán, chúng thanh văn, tỳ kheo và sa di thôi. Nhưng mà theo giáo hội bây giờ phân chia ra là ví dụ như là sa di ở dưới là ngũ giới, phải không? Rồi tới là sa di, còn đó là sa di là sa di tăng và sa di ni, rồi thức so là mình chia ra thêm. Chứ còn ở trong kinh á, thì theo phần thể loại đó thì gọi trong kinh mình tụng thường á, thì không có chữ thức so mana trong đó, thì chỉ là sa di, rồi tỳ kheo là tỳ kheo, là tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, phải không? Sa di tăng, sa di ni. Nó còn mình thêm một phần nữa là các vị ni đó, thì bên tăng không có thức so mana, mà bên ni mới có thức so mana, có nghĩa là thiền than. Khi mà mình thọ giới sa di xong thì là 2 năm mình phải học giới pháp, 2 năm học giới pháp đó gọi là thức so mana. Khi trong thời gian thiền than của sa di lên thức so mana đó, trong khoảng thời 2 năm đó, đó mình phải học pháp, học tất cả những kinh luật luận của thiền than lên bậc tỳ kheo. Mà bởi vì tỳ kheo á là nhân là tỳ kheo mà quả là thanh văn rồi đó, do đó là khi mà thức so mana là thiền than, mình phải học qua 2 năm đó mình mới lên được thọ tỳ kheo. Nếu mà không có 2 năm đó mình thọ tỳ kheo, đó là kêu nhảy bậc, nó không đúng pháp theo giới luật của Đức Phật. Nhưng trong kinh á mình tụng á, thì không có tụng là thức so mana, chỉ nói là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni thôi, ưu bản đắc ưu bài chi thôi, hiểu không? Nhưng nói về giới lực thì bên ni phải có thêm thức so mana, có nghĩa là thiền than lên nó tỳ kheo. Còn bên tăng nó là không có thức so mana, bên tăng chỉ có sa di và lên tỳ kheo thôi. Bởi vì ni á mình phải lép cái giới là gì đó, bởi vì sao? Ni là nghiệp nặng, nghiệp chướng nặng nề, nó đủ thứ cái nghiệp chướng nó sanh ra hết, do đó là phải có những giới lực rào khắc đó, để cái gì? Để mình lên cái bậc đó là thiền than cao hơn đó. Do đó tại sao mình nói là có đại tỳ kheo tăng. Đại tỳ kheo tăng là chỉ cho các vị là thuộc về chúng thanh văn rồi, không? Hoặc là đại là chỉ cho một số lượng lớn, là 1250 vị, không? Đại tỳ kheo tăng là nói về phân loại, chỉ cho hạng lớn nhất trong chúng 1250 người đều nêu lên phần số, tức là bậc A-la-hán nêu lên về quả vị chúng sở tri thức, là tán thán về người có trí tuệ và đức hạnh. Chúng sở tri thức, tất cả những bậc chúng thanh văn ở đó là những người phạm hạnh thanh tịnh hết. Nếu mà người nào không có phạm hạnh thanh tịnh trong đời sống tu hành thì không có thể gọi là chúng sở tri thức được. Mà cái đó là gọi bỏ ngoài Phật pháp, là những người không có hạnh thanh tịnh. Nhưng Đức Phật có vì lòng từ bi, vì lòng từ bi và thương xót, có nghĩa là có phàm tăng thì có thánh tăng, phải không? Có ma thì phải có Phật. Có nghĩa Đức Phật luôn luôn quan hỷ để mà chấp nhận cho những vị tỳ kheo không phải là thuộc về tỳ kheo, mà Đức Phật cũng vẫn chấp nhận cho quý vị vào là giờ hàng tỳ kheo. Do đó tỳ kheo nó có 7 hạng, nó tỳ kheo có 7 hạng tỳ kheo. Thì đó là cái hạng thất cầu tỳ kheo. Thất cầu tỳ kheo là một vị tỳ kheo, mình đây mình sư cô nói là nói để đọc xuống phía dưới đi, rồi sư cô giải thích thêm cái hạng tỳ kheo, phải không? Ở tại cõi Ta Bà này gồm cả 10 cõi, tức là tứ thánh lục phàm đều ở chung, gọi là tứ thánh đồng cư đó, gọi là đồng cư trú. Tuy nhiên là ở cõi Phật ở Ta Bà chúng ta có là 10 cõi, chứ nó không phải là phải phân chia ra gọi là đồng cư độ, đồng cư trú. Tuy nhiên là đều ở chung một chỗ. Thì bây giờ giờ Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở cõi Ta Bà chúng ta, là chỉ cho Đức Phật Thích Ca chúng ta ở cõi tại cõi Ta Bà này. Chư Bồ Tát ở đâu? Cũng ở cõi Ta Bà này. Chúng thanh văn ở đâu? Cũng ở cõi Ta Bà này, phải không? Bậc A-la-hán ở đâu? Cũng ở cõi Ta Bà này. Bậc duyên giác ở đâu? Cũng ở cõi Ta Bà này. Rồi chỉ cho tứ thánh lục phàm, tất nhiên là sáu cõi trời, người, A-tu-la, tất cả đều phải ở cõi Ta Bà này mới thành được, chứ thành tựu được quý vị qua ngoài cõi Ta Bà này quý vị không thể thành tựu được. Đó nên nhớ, mình nhiều Phật tử là không hiểu hết giáo lý Đức Phật, mơ mộng viễn vông, mong rằng là mình sẽ chết đi, mình sẽ về một cõi nào đó khác. Không cần phải chết về cõi khác, mà chúng ta phải tạo từ cái nhân chính của chúng ta tạo cõi đời này. Bởi vì cái nhân tố chính là do con người, do con người mình ở đây. Nếu mà mình về giới thanh tịnh trong sạch giữa năm giới thì chắc chắn mình là cõi người và cõi trời rồi, phải không? Mình tu tập lên hơi chút xíu nữa nữa thập thiện thì mình chắc chắn là cõi trời rồi. Còn mình giữ giới, mình tu, mình diệt được kiến hoặc và tư hoặc thì mình chứng quả thanh văn rồi. Thì tại cõi Tha Bà này chứ không phải về chỗ cõi khác, quý vị nên nhớ. Bởi vì sao? Đôi lúc á, quý vị á, là cứ nghĩ rằng là tôi niệm Phật nhiều để sư cô sẽ về cõi cực lạc ở.
Nếu quý vị niệm Phật nhiều, quý vị được tham sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến tà kiến, kiến thủ với cấm thủ mà 20 cái tỳ phiền não mà chúng ta đã học vừa rồi, thì quý vị đã thành Phật, thành thanh văn lãng tại cõi đời này, và quý vị cảm thấy tự tại giải thoát bất cứ nơi nào quý vị sống, phải không? Còn quý vị không diệt được cái đó, dù quý vị ở ngay trước Phật, quý vị vẫn đau khổ như thường đó. Thành ra mình nên nhớ, phải không? Thành ra đừng có nghĩ rằng đó là mình phải về, nhưng mà kinh A Di Đà rất hay, bởi vì kinh này là một bài kinh thật sự là cho chúng ta tu tập thật sự để cõi về, được về cõi cực lạc, chứ không phải là mơ mộng viễn vông, cũng không phải là một cái sự mê tín gì đâu, mà đây là Đức Phật giới thiệu thật sự để cho chúng ta về cõi đó đó, quý vị nên nhớ ha. Thành ra kinh Di Đà này mình học vô sâu đi, sư cô soạn, sư cô cảm thấy thấm thía lắm, rất là thấm thía, rất là hay. Do đó mình muốn có một cái quả vị tương lai, mình phải tạo một cái nhân hiện tại tu tập, mình mới có cái gì quả vị tương lai được. Mình muốn có giải thoát an lạc thật sự thì phải ngay bây giờ chúng ta tu tập, chứ đừng có mơ, đúng không? Có nhiều vị điện thoại đến, tại vì quý vị không có tháo được một cái nút thắt, cái tư tưởng của quý vị ở đời với một cái xã hội ở thế gian mà quý vị sống không hiểu được giáo lý. Có nhiều người, quý nhiều người tự đấy có kể với cô đó, cũng bực quá, có điện thoại lên kể cho sư cô nghe. Cái hai người bạn thân với nhau thì là cổ hồi nào giờ được chồng mới là nuông chiều, phải không? Muốn gì được nấy, thành ra không có làm chi hết, mà đến nỗi là đi thì có chồng đưa đón đi đi làm, về là có người đưa về, thành ra cũng không cần học lái xe. Thì bây giờ chồng cổ trước kia là bệnh ung thư ruột, thì cũng chỉ bớt hết rồi, bớt rồi, nhưng bây giờ thì già lớn tuổi thì nó yếu đi. Thì cổ mới nói với một người bạn, tao nói mày nghe, bây giờ tao muốn tao chấp trước chồng tao, phải không? Bởi vì sao? Tại vì một người bạn tức quá, điện thoại là tâm tình với mình, tại sao bạn con nó nói câu với con như vậy đó, nó không có đủ cái khả năng để nắm vững cuộc đời, mà trong khi đó tất cả đủ thứ đều có, tiền bạc nhà cửa có sẵn, không phải là nhà thuê, ha. Tao là muốn chấp trước chồng tao, bởi vì tao không thể nào mà sống một mình được. Bởi vì sao? Một cái tư tưởng mình nó nương tựa vào một người khác nó quá nhiều, thành ra khi mà một người đó mà lỡ có cái chuyện gì xảy ra, mình không thể đứng vững cõi đời này nữa. Chúng ta đừng nên như vậy, chúng ta phải nắm vững cuộc đời của chúng ta, phải không? Sư cô lấy cái gì, sử dụng của sư cô nè, mình đừng tin tưởng một người khác quá nhiều mà để cuộc đời mình nó phải bị nó lạc sai đi. Khi mình nước nó sai rồi, mình hối hận, mình hối tiếc, nó không đủ, nó không còn kịp để cho mình nữa. Thành ra chính mình phải đi, mà chính mình phải định hướng cuộc đời mình. Thí dụ như có chồng thì nương tựa với chồng, có cha mẹ nương tựa cha mẹ, nhưng mình phải có định hướng của riêng mình. Chứ còn mình sống nương tựa hoài thì cảm thấy cuộc đời mình không trưởng thành được, phải không? Không lớn dưỡng được mà không trưởng thành với xã hội, không bước đi vững vàng với xã hội. Cổ nói như vậy xong, cổ nói bởi vì sao? Khi mà chồng tao chết rồi, tao thấy tao cũng như là không còn sống nổi được nữa. Đừng có như vậy. Bởi vì sao? Cổ có nhà, có cửa, có đủ thứ hết, mà trong khi đó còn không chống chọi được. Chứ những người mà ta không có cái gì làm sao ta chống chọi được, phải không? Thì cổ nói, tao nghĩ rằng tao không tin nhân quả gì chứ. Nhân quả ta thấy ta confused, ta không có tin tưởng thật sự, con nghĩ là không có nhân quả. Quý vị biết á, tại sao sư cô nói qua cái này, cái gì cũng phải cái quả vị tương chứng của mình, phải tự tập, tự tu tự tập mình mới có được, chứ không có ai cho mình được hết. Bởi vì không ai lấy tiền bỏ ra mua công đức được, mà phải mình tu tập để mình tạo phước thì mình đương nhiên có phước, nhưng mà công đức không thể mua, phải không? Với một người tu không thể bán công đức được, phải không? Có cái nhiều Phật tử á, cúng dường con xin nhờ cái ăn công đức mọn của thầy, phải không? Con cúng cho thầy 2.000 đô, phải không? Để thầy gì? Thầy ban cho con chút phước. Cái chuyện đó không có. Mình cúng là mình có phước ở đó. Nếu mình tạo cái phước là đó là do chính mình tạo, nhưng thầy kia không thể nào cho phước của thầy cho mình được hết á, đó ha. Do đó đừng nghĩ đem đồng tiền ra để mua phước thì chuyện đó cũng không đúng. Nhưng đồng tiền cũng tạo phước là do mình bố thí cúng dường là mình có phước, đó do chính mình tạo đó, chứ không phải là mình mua để người kia bán nha. Đó, nhớ nói phước đức là vậy. Rồi cái cậu nói ta không có tin nhân quả đâu, cái cô này có bực có điện thoại, ta không tin nhân quả, quý vị nhanh nhớ á. Hồi xưa đó là tổ Bách Trường đó, một đời là giảng pháp, phải không? Thì á là có một vị cũng là thuộc về vị tổ Bách Trường với vị tỳ kheo đi, thì á là khi năm đó thì vị đó là vị tổ rồi, kêu là tổ Bách Trường rồi. Sư cô lâu quá thì kể qua cái này, cũng như một vị tổ ra đời thì vị đã có sự quả tu chứng rồi, nhưng á mà ngài á, ngài đã kêu là tổ nhưng mà ngài vẫn còn hiểu sai cái ý nhân quả, thì ngài mới bạch với
Thổ bạch với Tổ Bách Trượng rằng có đó dụng dung vị tỳ kheo tu đi, tu mà không có hiểu được lý nhân quả. Thì là Ngài mới bạch với Tổ Bách Trượng rằng là tu hành có làm nhân quả không? Bởi vì khi Ngài giảng pháp mà ta hỏi Ngài tu hành có nhân quả không, Ngài đã không có nhân quả. Bởi vì cái tư tưởng của Ngài giảng sai như vậy đó, do đó Ngài phải bị đọa làm con tròn 500 năm. Khi Tổ ra đời thì Ngài trong hội chúng giảng, ai cũng đông người đang nghe Ngài giảng, thì lúc đó con tròn nó biến thân làm một con người. Bởi vì Ngài tu mà có cái phép, do đó nó biến thân làm con người. Bởi vì mình mờ mịt không hiểu được lý giáo lý của Đức Phật rõ ràng để giảng cho Phật tử, do đó đó ông mới hiện ra, con tròn mới hiện ra mà 500 kiếp tròn đó nha, bỏ làm 500 kiếp tròn rồi mới hiện ra bạch với tổ. Bạch với tổ chứ bạch tổ là tu hành có nhân quả không, Ngài mới nói là không lầm nhân quả. Có nghĩa là nhân quả hiện tiền, nhân quả có chứ không thể nào mình nói không có nhân quả được. Do đó Ngài mới liễu ngộ được cái đó, thì Ngài mới quỳ xuống bạch với Phật, bạch với tổ rằng con là một vị tu hành, nhưng mà con giảng pháp cho Phật tử nghe, Phật tử hỏi con có là nhân quả hay không, con giảng là không có nhân quả, cho con sai lầm về cái chân lý của Đức Phật, do đó con bị làm đọa thân chồn thân thân chồn. Do đó bây giờ con hiểu được cái này, con muốn xả cái thân chồn của con mong Ngài tán cái thân chồn của con bằng hình thức của một người tu sĩ. Do đó đó cái lời nói của mình đó, phải chính đáng, phải rõ ràng đó, chứ không có phải mà muốn nói gì nói, muốn suy nghĩ gì nghĩ. Với một người tu mà dùng một cái tư tưởng để mà hại người, là dụ dỗ người, quyến hoặc người, làm những điều mà coi như là ngược với chân lý của Đức Phật, phải không? Mình nói một đường mà mình làm một ngã, nó không đúng với chân lý Đức Phật, hầu hết là gạt gẫm hoặc bóc lột công sức của người khác, tội vô cùng đó. Bây hiện đời quý vị giàu có nhưng chưa hẳn đâu, một ngày nào đó phước báo nó mòn rồi đó, nó sẽ hiện hiện ra hết thôi. Quý vị đừng nghĩ rằng là ôi thầy đã giàu có quá, nhiều khi cái giàu có đó nó bằng một sự là khéo léo của mình để chiêu dụ một người khác mà nó không đúng với chân lý của Đức Phật, thì một ngày nào đó cái nhân quả nó hết, mình sẽ chiêu cảm. Chứ mình đừng nghĩ rằng hưởng của đàn na tinh thí mà sướng, không có sướng đâu. Bởi vì cái đó là cái nặng lắm. Đức Phật đó, lấy cái y phải không, bao nhiêu tảng đá để đè cái y xuống, và cái y của Đức Phật vẫn nổi lên trên. Bởi vì đá nó vô tình, nó không có tội, nhưng lấy một hạt cơm đàn na tinh thí dán bốn góc y nó chìm ngẫm luôn, chỉ bốn hạt cơm nhỏ thôi, thì quý vị thấy cơm đàn na tinh thí nó nặng biết bao nhiêu. Còn cái nữa, nếu quý vị sử dụng tiền đàn na tinh thí để cho gì mình, cho anh, cho em mình, cho bà con mình, phải không? Nếu anh em mình nó quá nghèo, không có người giúp đỡ, mình có thể giúp đỡ bố thí công bằng giống như những Phật chúng sanh khác, là tiền Phật tử cho mình dư mình bố thí chung, mà cái công đức chung mà với cái số lượng nó cân xứng với nhau, mình tạo một cái phương tiện cho một người thân của mình nói gì quá nghèo, cái đó Đức Phật cho phép. Nhưng không thể lấy tiền đàn na tánh thí cho bà con mình xây dựng nhà lầu cửa cổng, cái này là không đúng với chân lý của Đức Phật. Bởi vì sao? Chẳng thà mình lấy cái đồng tiền đó Phật tử cho mình quá giàu dư, mình có thể bố thí đồng đều cho tất cả chúng sanh, ai cũng được hưởng lợi hết, không tội. Nhưng mà nếu mình đặt vụ riêng ha, mình cho tiền cho cha mẹ mình bằng kim cương hoặc sòn, hay là bằng vàng bạc ngọc báu, mà để gì để làm cho mẹ mình hài lòng, vì đó tiền của mình, nghĩ là mình làm chủ, tội vô cùng nha. Mình đừng có lấy tiền của đàn na tánh thí cho những người thân của mình xây nhà lầu cao cửa rộng, tội vô cùng, bởi vì đó là cơm nặng của đàn na tánh thí đó. Quý vị nên nhớ, đừng nghĩ rằng đó là tốt, đó là hay, tội đó. Nếu mình có tâm thì nó không tội, mà mình có tâm thì tội vô cùng, nó tội lớn chứ không phải tội nhỏ đâu. Công tâm có nghĩa là sao? Mình đem cái đồng tiền, ví dụ bây giờ mình có 10 ngàn, thấy không, em mình nó nghèo quá, hay là anh mình nghèo quá, hay là bà con mình nghèo quá, mình có thể trích ra 1 ngàn mình đó, mình tạm đỡ cho những người đó, mình nhắc nhở em mình làm sao có tiền cúng dường bố thí lại. Còn 9 ngàn kia mình chia đồng cho tất cả chúng sanh hết, thì thí dụ như nó hơi thiên lệch một chút xíu, nhưng với cái đồng tiền mình nhắc nhở bằng mật tạo cách là em mình phải tu sao mà có tiền cúng dường bố thí. Hoặc trước kia cái người đó cúng dường bố thí cho chùa rất nhiều, nhưng cái duyên của họ không dương lên được, tự nhiên họ suy sụp cái cơ sở của họ đi, phải không? Thì mình tạo cúng dường, sau này họ có họ cúng dường là bố thí, kỳ đọc cái đó là không sao, không tội. Nhưng mà nếu thiên lệch riêng mà hưởng của Tam Bảo bằng cái sự sang trọng của mình, tội đó nha quý vị, nên nhớ cái đó là tội vô cùng. Rồi tới bí khư, mình dịch mình bí khư là ở xưa đó Đức Phật kêu là bí xu hoặc là bí xô, phải không?
là cái tính tiếng Việt của mình dịch là tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân, A-la-hán là quả, tỳ kheo có ba nghĩa. Tỳ kheo có ba nghĩa, đây là ba nghĩa chung. Nhưng nói về bậc vị tỳ kheo nó có 7 nghĩa khác nhau, là thì trước khi mà chứng quả thọ giới. Một là đắc pháp tỳ kheo, hai là khất cầu tỳ kheo, trong đó không có. Sư cô giải thích thêm 7 nghĩa của tỳ kheo mà sư cô nói là lúc lần đầu tiên mình học đó. Sư cô nói sư cô muốn giải thích cho đại chúng về 7 nghĩa của tỳ kheo đó. Thì đó là 7 nghĩa của tỳ kheo: một là đắc pháp tỳ kheo, hai là khất cầu tỳ kheo, ba là danh tự tỳ kheo, bốn là có đắc pháp tỳ kheo chưa? Một là đắc pháp, khất cầu, ứng pháp tỳ kheo, danh tự tương tự, bốn năm là sáu, năm là tương tự tỳ kheo. Có khất cầu chưa? Danh tự, ứng pháp, Tương tự đắc pháp, đắc pháp luôn rồi dạ. rồi ứng cúng tỳ kheo, bố ma tỳ kheo, bốn bốn bố bố ma bốn mà bố ma. Cái đó là có bảy danh tự tỳ kheo, nhưng mà ở trong đề sư cô là giải thích ba tỳ kheo đây có ba nghĩa thôi. Dạ, cái đó thì theo chung luật, cái này thì theo cái danh tự bình thường mình gọi, đúng không? Một là khất sĩ. Khất sĩ ở đây á, mình là một người, một vị tỳ kheo, có nghĩa là khất là khất cầu, trên xin giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật để nuôi giới thân huệ mạng của mình, dưới xin cơm đàn na túng thí để gì, để nuôi thân. Cái kia là giới thân huệ mạng nha. Giáo pháp của Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng có nghĩa là nuôi cái tư tưởng của mình nó trưởng thành. Giới thân hộ mạng hả sư cô? Giới thân huệ mạng, Huệ. hệ đó, huệ là sáng suốt. Cái mạng mình có mạng bằng nuôi bằng một cái chánh pháp của Đức Phật, mình sống vì chánh pháp Đức Phật chứ không phải vì một cái sự mà danh lợi. Dưới thì khất thực của đàn na tính thí để nuôi thân duyên sanh. Thân duyên sanh là gì? Thân duyên sanh có nghĩa là cái thân này do nhân duyên của tứ đại hợp thành, do đất nước gió lửa, do tinh cha huyết mẹ mà hợp thành thân của chúng ta, gọi là do duyên sanh đó. Do đó nên gọi là khất sĩ, vì khất pháp để tu học lấy mình và huấn luyện cho người, nó chẳng đồng nghĩa với khất cái, phải không? Khất cái là những người đi ăn xin, những người đi ăn xin làm cái này á, vì đói khát mà ăn xin, họ không có sự tu tập, không có giới thân huệ mạng, họ không có giới lực gì hết mà họ đầy cái sự mà nghèo khổ đau đớn tột cùng của họ, cho nên họ mới đi ăn xin, phải không? Là người đi ăn xin bình thường vì nghèo khổ mà ăn xin chứ không có sự tu tập, đó có dịp nhớ. Hai là phá ác, tỳ kheo phá ác, đây là danh nghĩa của tỳ kheo đó nha. Hai là phá ác, phá ác là phá phá ác bốn ma. Ở trong đó là ở ở ở ở trong cái sư cô mà giải thích đó thì nó thuộc về luật, còn trong này nó cũng có chữ phá ác trong đó nữa, nhưng mà đắc pháp là phá ác đó. Ứng đắc pháp tỳ kheo. Dạ. Có khả năng hủy bỏ ác pháp, phải không? Là tham sân si mạn nghi vân vân, là các phiền não mê hoặc của tri kiến và tư tưởng. Bởi vì khi quý vị đó đắc pháp là quý vị thọ giới qua sự truyền thừa của các vị tông túc, của tam sư thất chứng, bảy vị đứng truyền thừa cho mình. Khi mình nghe các vị truyền thừa từ một giới cho đến là 350 giới là của sư cô, 348 giới của sư cô, thì khi sư cô nghe là hòa thượng ni chư tôn, hòa thượng ni là bên ni là hòa chư hòa thượng ni, tất nhiên là quý sư bà đã truyền giới cho mình, ba vị tôn túc là có giới phẩm cao nghi, có như là trong một cái tỉnh của mình là vị nào mà được chúng tôn xưng cao nhất về phẩm hạnh thì làm hòa thượng ni, phải không? Chọn ra ba vị với bảy vị đi kế tiếp là bảy vị tam sư thất chứng mà để truyền thừa cho sư cô. Và khi quý sư bà truyền cho sư cô những giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, những gì sư cô để trong đồng sư cô hết, nhớ hết, gọi là đắc pháp tỳ kheo. Đắc pháp đó thì khi mà mình đắc pháp đó đó thì mình phá tất cả những cái tà kiến nghi hoặc của mình, phải không? Cho là ác pháp đó mình phá được hết,
mình thanh tịnh, mình nhận lãnh nó để mình tu tập, thì cái vị đó gọi là đắc pháp tỳ kheo. Dạ. Yeah. Bố ma, bố ma tỳ kheo có nghĩa là sao? Cái vị này làm cho ma phải khiếp sợ. Rúng, trong này dịch là rúng ma, hoặc là rúng là dao động đó ha. Vị đem tâm về chánh đạo, thọ giới, làm cho kinh động đến cung điện của cõi trời ma vương. Nghĩa chữ bí, cái nghĩa là bố, bí khu đó, cái dịch là bố, là khủng bố. Khủng bố là làm cho người khác phải sợ nên mình ha. Chữ xô có khả năng làm cho cõi ma và nhân dân của cõi ma đều khiếp sợ. Vì người khất xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, thọ đại giới là cái thời mà thiên ma rất kinh sợ. Tại sao? Tại vì chúng than rằng người ấy đã đi lên đường chánh giác rồi. Chẳng những trong tà đạo ta đã mất một phần tử, mà người còn quay đầu tuyên truyền, khuyến dẫn dân ma quay đầu về cõi Phật. Vậy hỡi các ma nữ, ma dân hãy cố theo, cám dỗ, may ra người còn đam mê dục lạc thì trở lại với chúng ta. Quý vị thấy khi một vị xuất gia đó, muốn mà mình xuất gia nó có năm nghĩa. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, xuất thế tục gia. Làm nó là một, thứ tư là xuất gia vì tham đắm cái pháp phục của Đức Phật là thanh tịnh. Thứ năm là không vì tài lợi vật chất mà xuất gia, có nghĩa là xuất gia về tâm hướng đến đạo. Không? Do đó là xuất gia nó có năm nghĩa. Xuất thế thực gia là gì? Mình ra khỏi nhà thế tục, từ bỏ cha mẹ, cắt ái ly thân. Tại vì mình đó là đâu phải cắt ái là dễ. Cái chữ ái đó, nó mình đó, một người mà ly tham đó, cắt được là một cắt ái vì tình cha con, tình mẫu tử, tình anh em. Cắt đi cái ái là tham đắm lý của thế gian về tài sắc danh thực thì. Tài sắc danh thực thì cũng là ái, ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái ngủ. Mình tham ngủ quá cũng là ái, cái chữ ái nó chỉ dùng đó thôi, chung thôi. Chứ không phải là chữ ái đó giống như tình cảm vợ chồng, nhưng mà nó cũng tình cảm vợ chồng trong đó, dùng chung một chữ ái. Mình thích ngủ quá, ngồi coi như là trời lạnh này đất mệt, ngủ ngon quá không thích vậy. Đó, do đó nhiều khi đi làm trễ hoặc là một ngày á, mình đi nghề mực mình mà được nghỉ một ngày chủ nhật rồi thôi, nằm tới 1-2 giờ trưa cũng không chịu ngồi dậy nữa. Đó là cái ái tham đắm, tại vì đúng giờ mình dậy phải không? Do đó thành ra đó, với chúng ta mà cái bố ma này rất hay phải không? Tại mình làm cho những người khác đó là cha chúng ma nó sợ mình. Bởi vì khi mà một người tu đó, mình thể hiện gì đức độ của một người tu đó, thể hiện á, đi cũng từ tốn, ăn cũng từ tốn, nói cũng từ tốn, có ham cách nhìn, cách đi đứng hay nọ, nó thể hiện một cái từ tốn của một vị đạo vị, đạo thiền vị đó, đạo vị của một vị tu. Người khác nhìn vô họ thích lắm, họ cảm mến, họ thương lắm. Từ cái thương bình thường đưa đến cái thương ái nhiệm, phải không? Một vị sa di còn nhỏ tăng, thấy không, ni thì ít trai thương lắm nhưng mà cái nghiệp đến thì mình cũng không tránh khỏi, phải không? Nhưng nói về một vị sa di tăng mới vô chùa, mũm mĩm ha, dễ thương ha, quay nghi ha, cử chỉ ha, ăn nói ha, lại ăn tiếng nói đều thương hết, ai cũng thương hết, phải không? Thì cái người mà những đứa mà đồng lứa với nhau đó, họ thương bắt đầu họ để ý, họ để ý, họ thương rồi từ cái để ý nhỏ đến cái lớn, phải không? Từ cái ái nhiễm thì cái người mà đang tu học đó, họ không chịu nổi, phải không? Người xuất gia đó không chịu nhỏ nổi thì từ cái chữ đó là họ ra đời thôi, phải không? Từ cái sự chăm sóc, bởi trên bên chùa là họ bỏ mình lăn lóc, nhưng mà bên ngoài có người chăm sóc cho mình đầy đủ, nào cơm ăn áo mặc ha, nào từng ly nước ha, từng cách mà từ nước, từ quần áo, từ miếng ăn, tất cả họ cung cấp cho mình, cái từ chỗ đó mình đam nhiễm thì nó dễ, nó dễ ra đời lắm. Do từ chỗ đó mà các vị tu ra đời rất là nhiều. Bởi vì sao á, tu á như giống như cây sung rụng, cây sung thì nó đậu bao nhiêu hay bao nhiêu, hoặc là nó cháy sồi, bông sồi thì á là còn bao nhiêu trái hay bao nhiêu trái, nó ý gì đó. Thì đừng có nghĩ rằng người tu là hoàn hảo hết, phải không? Bởi vì mình tập làm Phật, mà làm Phật đó có phải là chuyện dễ, nó rất là khó, cho nên mình nhớ. Do đó khi người tu mà được các vị mà nam nhân nữ tú đâu ha, đi vào chùa rồi đó, cái đó bởi vì cẩn thận, gần gũi nhiều thì nó sẽ sanh tâm ái nhiễm nhiều.
tăng, gợi đủ là tăng già, rồi sanh gia, dịch là hòa hợp chúng. Luật hàm sự sao nói, từ bốn vị tỳ kheo trở lên, đồng ở một chỗ, sử dụng hòa hợp, có hai về lý. Ở đây mình giải thích về những danh từ của các vị tỳ kheo ở trong trong kinh đó nha. Về lý hòa hợp là đồng chúng đến cảnh giới giải thoát tịch tịnh ha. Hòa hợp gồm có gì? Có sáu pháp luật hòa, mình có ở trong này, mình có là về sáu pháp luật hòa. Về về sự thì có sáu nghĩa: một là thân hòa đồng trụ, hai là khẩu hòa vô tranh, ba vô tranh và vô tránh nó cũng cùng nghĩa với nhau thôi, phải không? Ba là ý hòa đồng duyệt, bốn là giới hòa đồng tu, năm là kiến hòa đồng giải, sáu là lợi hòa đồng quân. Cái này mình đã học rồi, phải không? Để chúng nhớ thì sư cô không cần phải giải thích lại, nói sơ cho để chúng hiểu. Hành sự sau, tư ký nói, ba phần sau là giới, có nghĩa là kiến hòa, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa và lợi hòa là hòa hợp về phần thể. Còn thân khẩu ý là đó là hòa hợp về phần tướng, phải không? Thân khẩu ý, bởi vì khi mà đi đứng nằm ngồi, phải không, ngủ nghỉ nó thuộc về tướng. Lại nói từ sơ quả tu đà hoàng trở lên gọi là lý hòa, từ quả tu đà hoàng trở lên gọi là lý hòa. Tu đà hoàng trở lên là gì? Tư đà hà, tư đà hoàng, tu đà hoàng, tu đà hàm, an hàm, a la hán trở lên gọi là lý hòa. Có nghĩa tất cả quý vị đó cùng sở chứng nó giống với nhau, đến bậc a la hán cái sở tu tập nó giống nhau nên gọi là lý hòa, phải không? Chỉ cho phần chứng đã đồng, lý hòa thuộc về đồng, cái sự giải thoát, cái thực sự tu tập với chứng nó đồng. Không biết sao mùa này ba cái con cái con ruồi nó vô nhà mà thay vì lạnh ha, ở ngoài nó chết mà vô không ra bắt hoài không được, tại vì không có đồ bắt nó, đúng không? Nó không làm cái gì, làm cho cái mà gì xấu chủ nhà đó, gọi là gì, chỉ cho phần chứng đã đồng là cái sự tu chứng của mình để diệt được phần nào lên phần nào đó, cái sự mà chứng quả giải thoát, cái sự an lạc đó, nó thuộc về đồng với nhau. Từ bậc phàm phu nhẫn lại gọi là hòa, tức là lục hòa trên, có nghĩa là cái sự tu chứng của mình theo quả giải thoát thuộc về lý hòa, còn có bậc phàm phu trở xuống đó thuộc về lục, mình dùng cái lục hòa để mình tu theo đó mới gọi là lục hòa. Mình nhiều khi á, lục hòa cái bậc phàm phu của mình nó chưa có hẳn gì ở trong đó mà thuộc về lục hòa nữa, phải không? Nhưng mà nhiều khi bên ngoài mình lục hòa chứ trong tâm không hòa đó, thành ra có nó là về sự. 1250 vị là ba anh em Ca Diếp, ba người này đều có các đệ tử cộng được 1000 người. Cái này mình học sự Đức Phật luôn đó, rất là hay, phải không? Trước các vị tu theo ngoại đạo, khi gặp được Đức Phật là cải tà quy chánh, theo làm đệ tử của Đức Phật, tất cả đều chứng được đạo quả. Ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên và tất cả các đệ tử là 200 người cùng quay về với Đức Phật. Cách trước kia các vị là gì? Là Bà La Môn, tu ngoại đạo, phải không? Thì sao quy tất cả các vị này đều là Bà La Môn hết, là quy y với Đức Phật. Ngài Gia Xá Tử, tất nhiên là Ngài Gia Xá thôi, chữ tử như là con, hay Tu Đề Na Tử cũng cái tên thôi, nó mới là gì, chữ tử nó thuộc chữ con thôi. Dẫn 500 người đệ tử, 50 người đệ tử nơi ngoại đạo quay về làm đệ tử của Đức Phật, tất cả đều chứng được quả đạo quả, tổng tất cả là 1250 vị A-la-hán. Còn nữa là 5 anh em ông Kiều Trần Như đều cảm nhận được ân đức của Đức Phật, đều chứng được đạo quả. Thật sự ra tính 1250 vị đó là chỉ là đệ tử của Ngài Ma Ca Diếp và Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Gia Xá là 1250, nhưng mà tính theo ông Kiều Trần Như nữa thì đã trên là 1255 vị rồi, phải không? Đó. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà có người chứng là vô số chứ không chỉ riêng là những vị này thôi, không thôi, phải không? Tới giải thích A-la-hán có ba nghĩa. Cái này chỉ giải thích những danh từ đầu tiên trong bộ kinh này để cho quý vị mình tóm thâu được cái nghĩa của nó, phải không? A-la-hán có ba nghĩa là: một là ứng cúng, chịu sự cúng dường với nhân là khất sĩ,
đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, nên với quả đáng được thọ lãnh của nhân gian, thiên thượng cúng dân, có phần nhân quả đáng làm ruộng phước cho chúng sanh. Quý vị nên nhớ đó, ứng cúng sát tặc hồ vô sanh, A-la-hán có ba nghĩa. Cái ứng cúng này nè, bây giờ chúng ta đó, nó bị thiên lệch nhiều quá, phải không? Có nghĩa là mình gì? Mình xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, nhưng bây giờ gì? Mình xả phú cầu phú. Bởi vì tất cả, bây giờ tất cả các chùa quá giàu, mà quý vị chưa biết đủ, phải không? Tìm cách để moi móc tiền của Phật tử bằng mọi cách này, bằng cách khác, để gì? Để làm giàu thêm cho mình, xây dựng cơ sở. Nói đây người họ nghe họ rất ghét mình, nhưng mà đó là một sự thật, không phải không có mà mình đó. Sao cô chấp nhận cuộc đời của mình như vậy? Ai cũng bao nhiêu mình thọ hưởng bao nhiêu với cái số phận của mình, phải không? Mình đó là cái duyên phước của mình thôi. Nhưng đừng tìm cách để gì? Để lợi dụng Phật tử bằng cách này cách kia. Thí dụ như một người xuất gia, phải không? Mình xuất gia đâu có cái thể, đâu có kiểu mà bữa nay kỷ niệm 15 năm xuất gia, ngày mai kỷ niệm 20 năm xuất gia, rồi ngày mốt kỷ niệm 30 năm xuất gia. Đạo Phật không có kiểu đó. Cái kiểu đó là để chiêu dụ Phật tử để lấy tiền làm giàu cho mình. Đó là một cái thật, phải không? Sư cô birthday có một lần hai lần thôi, làm được cái gì birthday của sư cô. Đức Phật cũng có khai birthday của Đức Phật. Mình hãnh diện mình được ra đời, nhưng biết bao nhiêu người chửi sư cô. Mà trong khi đó một người birthday, người ta lại tán dương khen ngợi. Cái đó có phải thiên vị không? Là thiên vị, phải không? Do đó đó, bữa nay sư cô á, hồi nào giờ sư cô không thích cái đó. Năm đầu tiên á, có một chị Phật tử cũng muốn là mình ơi đặt làm kỷ niệm, mình thuê nhà này để nhất chu niên, kỷ niệm để nhất chu niên. Sư cô á tùy thận, nhưng mà sư cô không có thích. Nói thật, sư cô không thích. Bởi vì sao? Nhà mình thuê cũng không có gì gọi là kỷ niệm để nhất chu niên, phải không? Có nhiều vị đó, ôi kỷ niệm chùa 5 năm, kỷ niệm chùa mời tất cả Phật tử lại. Phật tử đến họ cũng bỏ tiền, thay vì tính gì họ than với sư cô mà mình nghe được, phải không? Tôi nói thua hơn quá, tôi không có được mời, chứ mời tôi cũng tốn mấy trăm bạc, phải không? Rồi có vị đó tâm tình với mình, bà bữa nay ông thầy đó ổng làm lễ kỷ niệm 20 năm xuất gia, đâu có cần phải như vậy, phải không? Ổng làm 20 bàn bà, ông mời Phật tử lại toàn dân giàu không, phải không? Hơn mình không đi, mình đi mình phải có tiền. Đừng có như vậy, cái đó là cách chiêu dụ, phải không? Mình suy nghĩ tạo cách này cách kia để gì? Mình chiêu dụ đồng tiền của Phật tử để gì? Để mình làm giàu cho chính mình. Cái đó không phải là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, mà cái đó cũng không phải là người tu thật sự. Cái đó chỉ là business, kinh doanh thôi. Đó, mình nhớ, cái này là nên nhớ. Thành ra đừng thấy túi thầy làm như vậy hay là một chùa nào làm với vị quý chị tán dương, không có đâu. Quý vị phải hiểu cái nghĩa sâu của trong đạo. Trong đạo là mình cái gì? Bần, cư, náo thị, vô nhân dân, phải không? Mình á, người tu mình cần phải ở như chốn nào xa lắm cái sự phồn hoa của đô thị, mà mình cái đó mới thật sự là người tu. Mà mình dù có ở ngoài chỗ thành thị đi nữa đó, mình cũng phải tri túc của một người tu đó. Chứ bây giờ quý thầy chiêu dụ đủ cách để moi tiền Phật tử bằng cách này cách kia nhiều quá, mình thấy nó cảm thấy buồn trong lòng. Bởi vì đạo Phật không có kiểu đó. Mà Đức Phật thì bỏ hoàng cung đi chân trần, mà bây giờ đệ tử của Đức Phật giữ kim cương hộp xoàn không, phải không? Mà nhiều Phật tử mê, họ mê rồi ông thầy đã nói gì họ cũng chạy nghe, cũng chạy theo hết chứ. Đó, do đó cái này là mình phải cân nhắc. Cái đó nhiều khi quý vị bỏ tiền ra không phải là để cầu phước, mà bỏ tiền để nuôi thầy làm già. Do đó cái này là ứng cúng. Sư cô chỉ dựa kinh mà sư cô nói thôi, sư cô không thiên lệch gì bất cứ cái chỗ nào hết, phải không? Vì mình cũng là một người tu. Ứng cúng là chịu sự cúng, là bởi vì sao mình, tại sao mình chịu sự cúng? Bởi vì mình xả hết tất cả, mình đi khất thực mà. Đó, do đó ai cúng gì mình ăn ấy, chứ không phải là bữa nay phải món ngon, ngày mai phải món khác, chứ không có là không được, phải không? Ôi con, thầy chỉ uống toàn là yến thôi, phải không? Thầy mới khỏe được, chứ không có yến không khỏe được. Quý vị coi tiểu sử có yến đi. Và từ khi mà sư cô cảm nhận được cái này, mình cảm nhận mình lúc đó mình cũng mê mờ lắm, phải không? Nhưng mà khi mình cảm nhận được, mình cảm thấy mình ngu, mình bị người ta lợi dụng, phải không? Bao nhiêu tiền mình cũng mua yến là đổ vô thầy đã uống hết, nhưng mà rồi nó cũng chẳng sử dụng gì được mình, phải không? Mình nhớ xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, nên với quả đáng được thọ lãnh của nhân gian,
thiên thượng cúng dân, bởi vì mình á là thanh tịnh mình mới được trời người cúng dường, mình không thanh tịnh không xứng đáng cho trời người cúng dường đâu, mà mình có giàu đó bằng sự mưu mô tính toán của mình để có giàu được, đúng không? Có phần nhân quả đáng làm luận phước cho chúng sanh. Hai là sát tập, là giết giặc, với nhân là quá, là phá trừ những điều ác của kiến tư hoặc, nên kết quả gọi là giết những quân giặc phiền não. Sát tập là mình giết tất cả những vật phiền não về kiến tư hoặc 20 món tiền phiền não như mình đã học ha. Ở đây không phải là vật mà giống như ở ngoài, mình nhớ nha, mình vật những gì mà làm phiền tối tâm mình gọn cửa được gọi là vật. Ba là vô sanh, là không còn luân hồi sanh tử nữa, với cái vì với nhân đã khiến ma khiếp sợ nên giới quả là gọi là vô sanh. Bởi sau khi bỏ cái thân ngũ quẩn đó rồi là hoàn lại cái pháp thân bất sanh bất diệt, nên chẳng trở lại luân chuyển thọ sanh nữa. Đấy là lấy ba nghĩa tu nhân của tỳ kheo để tỏ ra ba nghĩa chứng quả của bậc a la hán ha, quý vị nhớ có không? Cho dự bổn sao đó, thành ra lấy cái nhân của tỳ kheo mà chứng quả a la hán. Tỳ kheo là gì? Khất cầu bố ma và phá ác. Còn đó là a la hán là gì? A la hán là ứng cúng, sát tập và vô sanh, thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà vì cái nghĩa là vô sanh cái nghĩa nó tốt cao hơn, gì đó là cái quả để mình chứng, phải không? Rồi nó giải thích thêm gì, a la hán nó có hai phần nghĩa nữa, đó là gì? Định tánh a la hán. Định tánh a la hán tức là tánh nhất định sẵn có, chủng tánh vô lậu. Về chủng tánh vô lậu nha, sẵn có chủng tánh vô lậu, tại vì sáng sư cô viết nó điện như chúng cái gì đó, chúng sanh gì đó. Thật ra là không có, sư cô đọc không hiểu được, cái sư cô phải dở một cái quyển sách cho sư cô tìm. Sẵn có chủng tánh vô lậu nhất định của thanh văn từ xưa nay, nghĩa là chỉ cái nhân thanh văn nên chứng quả thanh văn mà thôi, chứ chẳng tiến lên Phật quả, nên gọi là định tánh a la hán. Ví dụ như giờ định tánh a la hán, ví dụ như mình tu chỉ bậc a la hán đó thôi, giống như bên tiểu thừa không có nhất định, họ không cho lên quả, họ không cho có quả là bồ tát hay là phật, nhưng mà bên đại thừa mình có gì? Thanh văn, duyên giác, bồ tát mới tức phật, mình có bốn quả, phải không? Quả a la hán, rồi duyên giác, rồi tới là bồ tát mới tức phật, phải không? Bởi bậc duyên giác là tự tu tự chứng, gọi là độc giác, mà thành ra mình có phật độc giác. Tại vì trước khi Đức Phật ra đời cho chúng sanh đó, là trước đó cũng dẫn có cái vị Bồ Tát và Phật đã chứng quả rồi, đó. Gọi là định tánh A-la-hán, nó quỳ duyên tới đó, bây giờ không tu lên nữa, nó gọi là định tánh A-la-hán, không thay đổi. Huệ tánh A-la-hán, là huệ đối với trí tuệ, là trí hiểu sáng suốt, thêm cái chữ gì là như thưa cô thiếu, trí tuệ sáng suốt, tự tướng của các pháp hữu vi. Là năng tánh của trí, là năng tánh của trí mà rõ thấu để chân không của pháp vô vi. Là năng tánh của huệ, là cái bản năng của huệ đó, nó có khả năng để hiểu được tất cả các pháp là ở thế gian này, phải không? Tánh của huệ là bởi giới cảnh quan sát nghiên cứu, nó biết chọn lựa tác dụng của nó, dứt điều nghi ngờ. Trong cảnh quan sát đó, do nơi huệ tìm hiểu mà được quyết định. Ha. Định tánh A-la-hán không được gọi là đại, vì có huệ tánh A-la-hán mới được gọi là đại. Chỉ có huệ tánh A-la-hán mới được gọi là đại. Thì định tánh đó, nó chỉ tới đó mà thôi, không có lên nữa, thành gọi là tiểu. Chỉ có huệ tánh mới gọi là đại, vì A-la-hán đều là trong tâm thức chứa kính đức hạnh của vị Bồ Tát, ngoài thân tỏ bày danh tướng của thanh văn để giúp Phật làm nên đại sự để giáo hóa, làm bậc thượng thủ giữa chúng tăng, biết căn cơ của chúng sanh, rõ thời sự của đời, nên gọi là chúng sở tri thức. Thấy không? Có không? Có. Là bậc thượng thủ tri thức của chúng. Thì quý vị thấy á, mình á, thì mình thấy nè, bởi vì sao? Một vị Bồ Tát đó biết được căn cơ của chúng sanh, phải không? Rõ thời sự của đời, có nghĩa là sao? Ngài biết của đời nó nhiều tham vọng,
vật chất, si mê, tình ái, phải không? Mà biết gọi là lực quyển nó không thật. Do đó các vị lìa bỏ nó, quý vị không nắm bắt nó bằng cái tuệ của mình. Đó, do đó không tham đắm nơi nó. Còn á, nó mới gọi là chúng tri thức. Còn chúng ta không lìa nó được thì chúng ta không gọi là sở tri thức được. Bởi vì cái tri thức chúng ta còn hạn hẹp, còn bị cạn cuộc trong cái vòng luẩn quẩn của chúng ta. Đó. Mới thành ra mới không gọi là thượng thủ tri thức được. Mà vị nào lìa gọi cho đó mới gọi là thượng thủ tri thức. Mấy giờ rồi, có thể là chúng ta tới đây ngưng được không? Bởi vì là phần sau này dài dữ lắm, mình giải thích dài lắm. Thôi tới đây chúng ta ngưng đi ha. Bởi vì nó còn nhiều. Sư cô hồi sáng á, sư cô nghiên cứu thêm về Kinh Di Đà, có nhiều cái nó hay dữ lắm. Nhưng mà hay không bằng cái thực hành, phải không? Bây giờ chúng ta cố gắng mỗi ngày sao mà chúng ta thanh lọc được từ cái tư tưởng của chúng ta vẫn còn một những sự mà tham đắc của thế gian, phải không? Sự mà mưu mô xảo trá lường đập gì đó mà chúng ta có, chúng ta cố gắng diệt nó đi. Để gì? Để chúng ta sống với cái thực tánh của chúng ta. Đó, thì cái đó đó chúng ta mới có sự tu tập giải thoát thật sự. Còn không có chúng ta khó giải thoát được lắm, phải không? Dù có học bao nhiêu mà chúng ta không lau sạch được cái tâm cấu quế của chúng ta thì chúng ta cũng không thành tựu được sự thật, không có thành tựu được cái pháp mà chúng ta tu tập, phải không? Cái A-la-hán nghĩa này mình đã, cô sư cô đã dạy tụi con từ ngay từ lúc đầu. Đúng rồi, có rồi, nhưng mà mình ôm lại, mình cũng dạy chung luôn. Tại vì mình định nghĩa cho nó cái bài chọn bài. Ngày đầu tiên là chúng ta đã học được ba nghĩa A-la-hán rồi. Và chúng ta, sư cô cũng dạy gì tỳ kheo rồi. Nên mình ôm lại. Chỉ có con chưa học định. Định văn, định tánh A-la-hán. Chứ là huệ tánh là. Định tánh đó là với huệ tánh là mình chỉ nhìn bình thường thôi. Định tánh là một người nhất định là như vậy thôi, không có tăng thêm được, mình không có cởi mở ra được, phải với người cố chấp đó. Định tánh A-la-hán giống như một vị là cố chấp, phải không? Thì A-la-hán rồi sao cố chấp? Không, mình cho thí dụ, vẫn còn cái chấp đó, sở chấp tới vị địa vị đó thôi, không tiến lên nữa, phải không? Vẫn còn cái sở chấp vi tế, phải không? Giờ nó không tiến lên nữa, giống như ở bên tiểu thừa, quý vị cho bậc A-la-hán là bậc Phật, phải không? Bị không tu lên, không hy sinh, không xả thân. Còn có vị Bồ Tát thì xả thân để cứu độ chúng sanh. Mình làm mọi cái phương tiện, mỗi gì lợi ích chúng sanh. Còn cái gì tới đó là cái gì ngưng, không tiến lên nữa thì gọi là định tánh. Còn á, còn huệ tánh là trí tuệ nó mở mang, nó có thể là xả bỏ tất cả các cái ác pháp, phải không? Rồi tu tập lên nữa thì gọi gì, gọi đó là huệ tánh. Định tánh bao nhiêu thôi, tu tập nó chịu dùng. Huệ tánh chỉ là ví dụ như mình tu bát chánh đạo, phải không? Rồi là bát chánh đạo đó chỉ căn cứ vào đó, không thêm một cái món nào khác hết. Ví dụ mình tu bát chánh đạo, mình tu lục độ vạn hạnh, phải không? Vạn hạnh để bố thí trì giới chứng nhập tinh tấn thiền định trí tuệ. Mà quý vị chỉ tu là tiễn ta là bát chánh đạo đó thôi, không có bước thêm một bước khác nữa. Còn giới huệ, cầu tánh huệ a la hán đó thì quý vị có thể học bát chánh đạo tứ đế thập nhị nhân duyên và gồm có lục độ vạn hạnh, phải không? Để tiến lên cái quả vị Bồ Tát và cao lên nữa, nó cao hơn nữa, nó thành ra cũng có định tánh. Con người mình có bậc cao bậc thấp, phải không? Thì trong quả vị tu chứng nó cũng có cao thấp. Nói là mình không có sự chấp nhưng mà vẫn có sự cao thấp trong đó, phải không? Mà nếu mình trụ á thì gọi là chấp, phải không? Mình trụ á thì gọi là chấp đó, mình xả bỏ thì nó còn không có cái chấp trong đó. Hôm bữa sư cô có nói cái bảy cái nghĩa của Nam Mô thì con có biết được sáu cái trở về nương tựa cứu độ bảo hộ quy mạng đánh lễ cái gì nữa sư cô? Độ ngã. Độ ngã tức như độ mình đó. Sư cô giảng hai cái chữ về lý với sở. Lý với sự. Lý với sự chưa dạ. Lý với sự về cái phần bậc mà A La Hán đó phải không? Về tăng đó sư cô. Về tăng hả? Hòa hợp. Về hòa hợp. Đó, về hòa hợp, về hòa hợp có nghĩa là gì nè? Cái đó là thuộc về tăng, tăng là thuộc về chữ hòa hợp, phải không? Thuộc về lý, hòa hợp mà nói về đồng và chứng, phải không? Hòa hợp, ví dụ từ cái bậc mà tu chứng đó thì là với cái quả chứng á thì nó thuộc về lý. Cái quả tu chứng á, cái quả tu chứng của các bậc mà tăng đó, thánh tăng đó, thì ví dụ như chứng bậc A La Hán đi, phải không? Thì tất cả sự sở chứng nó đồng với nhau. Vì Phật với Phật đồng nhau mà A La Hán là hán đồng nhau, có nghĩa là cái quả tu chứng đến cái bậc đó thì các vị đồng nhau hết. Còn nói về sự đó thì mình phải dựa vào pháp sáu pháp luật hòa mà mình tu, phải không? Về sự thì có sáu pháp luật hòa,
là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, lý hòa đồng diệt đó, mình có đó. Sáu pháp lục hòa thuộc về sự, mình ghi thẳng vô trực tiếp vô đó để mình nhớ. Còn nói về á là chứng quả la hán đó, về lý á thì có bậc mà a la hán đó, còn tăng đó đến vô tu đến là thanh văn hay là quả hán thì cái quả chứng nó đồng nhau, nó thuộc về lý. Nó cũng vậy đồng với nhau nhưng mà gọi thuộc về lý, tại vì cái sự quả chính của nó đó, tại vì nó không có chủ chấp vào chỗ đó. Mình nghĩ vô với những người đó chứng quả la hán nó thuộc về lý, vào một cái lý tánh, thể tánh một trong một con người của mình, nhưng tất cả thể tánh đều đồng nhau hết, là ai cũng có một cái quả vị giống nhau. Giống như mình có, nếu mà mình tu mình diệt được tham sân si, diệt được kiến tư hoặc, phải không, được diệt trần sa hoặc và vô minh hoặc, thì mình chứng được quả vị Bồ Tát và Phật. Thì người nào mà diệt được cái đó, cái lý nó đồng với nhau hết, cái lý giải thoát á nó cùng một nghĩa với nhau hết. Họ thí dụ cái lý họ không còn bị vướng bận bởi những phiền não tham sân si, không còn vướng bận vợ con hay là chồng con, họ diệt được những các ái về tài sắc và mà danh thuật thi, thì họ diệt được cái đó. Nói về lý á, thì họ đã chứng được cái sự mà đồng trong đó, gọi là hòa hợp. Tại vì con thấy trong đạo Phật á dùng cái chữ lý sự nhiều nhiều chỗ lắm. Lý. Bởi vì cái lý nè, cái thí dụ giờ nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch, phải không? Cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như vế như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, phải không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, chữ năng lễ sở lễ tánh không tịch đó ai? Năng là ai? Năng là mình, nó đột gì sự. Sở lễ là cái người bị lễ, là Đức Phật, phải không? Cả hai tánh không tịch, cái tánh không tịch đó gì? Là cái lý đó. Hiểu không? Có nghĩa là khi mình đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật ở đây là thuộc về có cái sự thôi, cái sự bị lễ, có nghĩa là mình lễ Đức Phật là Đức Phật bị lễ, phải không? Năng lễ sở lễ cái hai cái tánh nó không tịch, bởi vì khi mình đảnh lễ Đức Phật tâm mình không còn dục chấp nữa. Mình dâng hết tất cả sự thanh tịnh của mình, phải không, hướng về mười phương chư Phật, bởi vì năng lễ cả hai cái không tịch. Cái sự đó là mình lễ, nhưng cái lý đó là cái không tịch vắng lặng, nó đạt được một cái thể tánh thanh tịnh ở trong đó, phải không? Cảm ứng đạo giao nan tư nghị, mình hiểu được cái đạo này không thể nghĩ bàn được, đó là cái lý không thể nghĩ bàn được, phải không? Ngã thử đạo tràng như đế châu, có nghĩa là khi con ở đây trước mặt đạo tràng này, mà cái đạo tràng này giống như cái lưới đế châu khắp cả mười phương. Lưới đế châu là cái nó rộng không thể nói được, phải không, khắp cả mười phương hết. Thập phương chư Phật ảnh hiện trong, mười phương chư Phật yểm hiện ngay trên trước mặt con nào, mà có không? Không, nhưng mà tâm mình tưởng đó là lý. Sự là mình rảnh lễ đây, mình tưởng tượng ra, phải không? Cái sự là chính bản thân mình đó. Ngã thân ảnh hiện như Phật, ngã thân ảnh hiện như Phật thì có là cái thân của con nè, ngã thân là thân của con nè, mà ở trước mặt chư Phật, mà có chư Phật không? Không, mà chư Phật đây là lý, mình là sự nè, phải không? Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ, đầu con là diện với mặt của con đó, chân cẳng của con diện tiếp mà túc là chân ha, đảnh lễ là quỳ xuống đảnh lễ với Đức Phật cả mười phương. Thì mình tưởng tượng là mười phương chư Phật có hiện hữu trước mặt mình, đó là gì? Đó là lý. Nhưng mà mình đảnh lễ cái thân của mình đây là sự. Hiểu không? Không hiểu cứ hỏi. Bởi vì vậy có nhiều người nghe pháp ở xung quanh Tô này á, quý vị nói vậy là con cũng suy nghĩ nhiều lắm, mà con chỉ có sư cô giải thích cho con thôi. Mình xin lỗi, mình không có phải là giỏi, nhưng mà mình có thể mình hiểu được giáo lý của nó, không mình nắm được dựng được cái gì đó chút xíu, phải không? Mình có thể là dạy tháo cái nút thắt của Phật tử chút. Quý vị nghe pháp của quý vị không hiểu, cũng điện thoại là sư cô quý vị hỏi, thì mình rất là mừng và rất là vui được quý vị hỏi mình. Tại vì để sư cô cởi mở được cái tư tưởng của sư cô nữa. Rồi sư cô nói cái chứng sở chi thức. Chúng sở chi thức. Chúng là tất cả các chân chúng mà đại thiệt kheo tăng. Các vị chúng đại thiệt kheo tăng 1250 vị đó, mình ghi số lượng ở dưới là cho số chúng. Chỉ cho số lượng. Tất cả vì gì này là bậc tri thức, bậc là tri thức, không có phải là bậc vô minh phiền não ở trong đó, mà bậc là xóa bỏ hết tất cả những cái vô minh phiền não rồi, phải không? Lao sạch hết tất cả những tham sân si mà nghĩa kiến rồi, do đó gọi là tri thức. Các vị hiểu biết sự đời, hình ảnh biết hiểu biết sự đời, nắm tất cả được diện mối của đau khổ rồi, ngài mới xót, ngài bỏ đi, gọi là chúng sở tri thức. Không hiểu gì vậy.
hồi nãy sư cô nói chữ giới thân huệ mạng. Giới thân huệ mạng có nghĩa là gì, biết hiểu không? Giới có nghĩa là giới chúng ta tu tập. Dạ. Cái giới đó nuôi cái thân của chúng ta, mới có cái huệ mạng là mới có sanh được trí tuệ. Mà huệ mạng này bằng cái trí tuệ tu tập chứ không phải bằng cái thân này. Phải không? Giới thân huệ mạng có nghĩa là cho sinh giáo pháp nhiệm màu của chư Phật nuôi giới thân huệ mạng chúng ta là giáo pháp Đức Phật dạy chúng ta gì? Diệt trừ tham sân si, mình tu tập về tứ đế, thập diện nhân duyên, bắt chánh đạo, phải không? Rồi thất thánh tài, phải không? Rồi á là thập nhị gì tứ vô lượng tâm, hoặc là lục độ ba la mật. Cái đó là giáo pháp của Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng của mình để cho cái trí tuệ của mình phát triển. Cái thân này đã phát triển bằng chánh pháp của Đức Phật. Hiểu không? Là nuôi giới thân huệ mạng. Tư tưởng của chúng ta, thân chúng ta lớn lên không làm những việc sai trái. Và nó đó gọi là nuôi giới thân huệ mạng. Là các vị tỳ kheo, đúng. Là A-la-hán đều phải có cái giới thân huệ mạng. Đúng, tất cả đều phải có hết, không có làm sao được. Bởi vì giới thân huệ mạng nó là cái căn bản chính. Cái giới là cái căn bản chính để lên thiện thang các vị thanh văn Bồ Tát được. Chứ không có cái đó không thể nào chứng bậc thanh văn Bồ Tát được. Còn cứ hỏi cái nào khúc mắc cứ viết ra để hỏi để sư cô mất tiện mà mới giải thích được. Tỳ kheo đã sư cô nó có 7 hạng nhưng mà ở đây sư mình chỉ có nói 3 hạng. Ờ đây nó có 3 hạng thôi. Ở trong luật thì nó có 7 loại tỳ kheo để nhận định được tại sao gọi là 7 loại tỳ kheo ở trong luật. Tương tự tỳ kheo, khất cầu tỳ kheo hoặc là ứng pháp tương tự danh tự có nghĩa là hai vị này tương tự tỳ kheo các cầu tỳ kheo đó là hai cái này nè. Cái tương tự là tương tự giống như quý vị đó chỉ cạo đầu tóc thôi, không có sự thọ giới, phải không? Thí dụ như giờ có thọ giới thì nữa nó cũng không tu tập giống như mình là ứng pháp tỳ kheo hoặc là đắc pháp tỳ kheo. Bởi vì những vị bán thế xuất gia chỉ xuất gia thọ tỳ kheo để tu thôi, không có thể dạy giáo pháp cho hàng chúng tăng được, không dạy giáo pháp cho hàng Phật tử được, chỉ thọ để tu gọi là tương tự chứ không phải hẳn là một tỳ kheo. Có nhiều vị tỳ kheo có thọ tỳ kheo nhưng không thuộc cái gì hết á, cạc. Và có nhiều vị tỳ kheo á chỉ cạo tóc đắp y vô gọi là tỳ kheo nhưng không phải là tỳ kheo, nó là danh tự, là cái tên thôi đó. Là trong giới luật phải phân chia ra 7 hàng tỳ kheo để mình biết hàng tỳ kheo nào mình tôn kính tỳ kheo nào, nó không nằm trong danh xưng của Đức Phật. Thôi trong giới luật thì là nó đúng là không có đáng cái sự cúng dường, hiểu không? Nhưng mà bây giờ nó nhiều phần bất đức quá về những vị bán thế xuất gia rồi là muốn làm trên mình không à, thành ra là sư cô thì cái tấm sư cô ngang nó không chấp nhận được gì, tại vì mình ở cái chốn mà chùa của sư bà đó, sư bà của giới luật, thành ra những vị bán thế xuất gia ít có trong đó, không có, toàn là đồng chân xuất gia không, thành ra cái thể nó đồng, ý nó thì theo là thể đồng á, giống hồi nãy tăng đó, phải là cái thể nó đồng. Nhưng cái lý tánh mỗi người chứng quả khác nhau, nhưng không bao giờ chấp nhận cho những người bán thế xuất gia vô chùa hết á. Ở trong chùa bán thế xuất gia có nghĩa là những người có gia đình, có nghĩa là nửa đời, phân nửa cuộc đời của họ ở ngoài đời. Nhân đó là quý sư bà ở chùa Từ Nghiêm là không có người nào bán thế xuất gia trong chùa hết, chỉ nhận là đồng chân xuất gia. Nó còn bán thế xuất gia vô chùa đó phải làm công quả nhiều hơn, nó có sự chuyên tâm tu tập và phải lắng nghe những vị đồng chân xuất gia để họ đấy. Còn nhiều vị vô đó họ đã từng làm mẹ rồi, cuộc đời của họ đã quá gia giảm rồi, phải không? Họ vô họ không phục tùng mình đó. Do đó là bây giờ xã hội, bây giờ giới người tu bây giờ nó hơi loạn, nó không có được tinh nghiêm theo giống như giới luật thời xưa, phải không? Quý vị bây giờ nhiều người là bỏ ra bao nhiêu tiền cái cầu hòa thượng đó, phải không, để cho ông xuất gia thọ giới liền. Bây giờ tiền kheo bỏ tiền ra chỉ có quả vị tiền kheo liền, bảy trăm bây giờ thọ giới vị tiền cũng có, nó nhiều thành phần lắm. Đó, còn bây giờ đồng chân xuất gia là phải có học đàng hoàng, từ sa di, từ ngũ giới cho đến sa di phải có học đàng hoàng quý sư bà. Bất cứ một vị mà nào là nữ tu tập, cận sự nữ đó, kêu cận sự nữ vào chùa tu tập là phải học giới ngay từ đầu. Học kinh điển ngay từ đầu lúc mà chưa thọ giới. Rồi năm giới đó, rồi bắt đầu cho xuất gia đó, rồi phải qua trải một thời gian khảo hạch tu tập, coi được rồi mới cho thọ giới sa di chứ không phải dễ. Phải không? Thành ra đó là đàng pháp, cái sự tu tập thật sự thanh tịnh. Có giới pháp, có đắc pháp đàng hoàng. Còn quý vị có thể về là bỏ tiền ra thỉnh hòa thượng đó, cúng dường bằng một thơ 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu hay 50 ngàn gì đó. Đó, xong rồi được thọ giới thì khéo. Phải không? Đó. Rồi bây giờ có nhiều vị là muốn chứng tỏ ta đây là một bậc là có đạo cao đức trọng đệ tử đông, tự cạo đầu và cho đệ chúng mình đắp y.
đó, thành ra bây giờ cái thành phần nó lộn xộn nó không nhiều lắm. Mặc dù ở Việt Nam mình á là vẫn có cái sự phân chia để mà rõ ràng đó, nhưng mà không, bởi vì đồng tiền nó cai trị hết rồi, nói thật cái đó là mình nói thật. Thì quý vị nghe có lẽ là những gì á, là nó hơi, những người tu á, là thấy sư cô nói thẳng có lẽ như quý vị không thích, nhưng không sao, bởi vì đó là thật sự đồng tiền nó cai trị. Ở ngoài đời cũng vậy mà trong đạo cũng vậy, phải không? Càng nhiều khi đồng tiền nó cai trị cả lẫn trong chùa, nó không có cái chánh, nó không có công lý trong chùa nữa, nó không công lý. Nó thành ra là nếu có công lý thì xã hội này ai cũng an lạc hết, phải không? Thành ra ngoài đời với một xã hội không công lý, trong chùa với một cái giáo hội nó cũng thiếu đi cái sự công lý này. Anh có tiền là anh lên địa vị liền thôi, phải không? Anh mới ra chủ trì thôi là coi như là bao nhiêu người phải phục tùng vậy đó. Vậy là sư cô là trong hàng tỳ kheo Đắc Pháp. đắc pháp gia đắc đắc pháp dạ dạ là phá án á, Đắc Pháp có nghĩa là mình thọ giới đàng hoàng. thọ giới dạ dạ khất cầu không Sư cô cũng là khất cầu, sư cô cũng là ứng cúng luôn. Sư cô là tại vì mình không có làm sai, là mình đắc pháp là mình có thọ chưa hai bộ hạ nhị bộ đại tăng, Minh Tăng và Bên Ni, sư cô cũng có cầu. Có quý sư bà chuyển giới nhưng mà qua Bên Tăng mình vẫn cầu pháp bên 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 chư tăng trước khi mình về quý sư bà thọ giới. Mình quẩy qua Bên Tăng cầu. Ơ mình bác đi trước cửa tăng giống như các ngài bà Ha Ba Sa Bà Đề. Trước kia ơ mình bác đi cầu Đức Phật để mà cho xuất gia đó, phải không? Thì chư tăng cũng vẫn đóng cửa lại không cho vị tỳ kheo để xuất gia. Hình thức cũng giống như vậy trước khi mình thọ giới sa di mà tỳ kheo rồi đã ứng pháp, sư cô giảng pháp được, sư cô cũng có danh nghĩa ứng pháp, phải không? Thì sư cô khất cầu có nghĩa là sư cô xin nè, bây giờ sư cô hưởng của Đà La Tính Thí, phải không? Đó, thành ra trong ba danh tự này sư cô đều có hết. Mình được thọ hưởng cúng dường một người đáng được chưa, là làm phước báo cho nhân thiên, có nghĩa là mình tu tập mình đem công đức hồi hướng cho Phật tử, phải không? Mình cái đời mình tu tập thôi, mình đâu có làm điều gì sai đâu, phải không? Thì đó là mình thọ hưởng của Phật tử cúng dường, Phật tử hàng ngày cúng dường cho sư cô, và sư cô giảng giáo pháp cho đức cho với Phật tử, sư cô tu tập diệt trừ tham sân si, sư cô phá ác phá phiền não. Chỉ có cái danh tự với cái danh tự tương tự tọa sư cô là không phải, không phải không dạ, tại vì mình là tu học đàng hoàng, dạ. còn danh tự tương tự là cái gì, không phải hẳn là một tỳ kheo đó, chỉ cái hơi mừng bượng tỳ kheo thôi, chảo gốc đắc y thôi, nó không qua cái sự thọ giới thắc chứng nữa. Giống như tương tự tương tự thì đó, danh tự với tương tự là giống nhau à, nhưng mà sao phải để hai, nhưng phải để hai là bởi vì sao, cái tương tự đó là bán thế xuất gia thí dụ nha, còn cái danh tự chỉ cạo tóc thôi, cạo tóc mình chỉ tự danh xưng thôi, phải không? Sư cô cũng là phá ác, cũng là bốn ma, phải không? Cũng là bốn ma, là ứng cúng ứng cúng là quả la hán đó. Rồi con hiểu rồi. Tất cả vị tỳ kheo đều là như vậy hết, nếu bị già mà tu đúng theo chánh pháp của Đức Phật nó thì y là như vậy hết. Còn cái hồi nãy sư cô nói bán thế là có nghĩa là cái người đó vẫn vẫn có gia đình, vẫn những cái vị đó có gia đình 4 5 con, 5 6 con, 10 con, có nhiều có vị 9 con 9 đứa luôn, wow. Còn cái vị mới xuất gia đi vào quy với Phật, thì từ khi xuất gia nó có gì không được ra đời thì cái đó, nhưng mà quý vị sống ở tại nhà, hiểu không? Ủa tại sao không có nhiều khi quý vị không có chùa, quy sống ở nhà lập thất hoặc nhà ở với con đó, thì nó cũng như tương tự thôi. Có nhiều vị xuất gia bây giờ thì không có vô chùa ở, bởi vì vô chùa làm không nổi, phải không? Sự tu tập cũng không nổi, cái sức khỏe mình nó già yếu rồi, thành ra ở với con chỉ có tư cái tỳ kheo thôi, nó rồi ở chung với con, nhiều khi nấu thức ăn mặn cho con nữa, giống như cô Phương, cô anh gì đó cô. À, không, cô cái gì à, Kim Anh hả? Kim Anh á, đúng là như vậy, nhưng mà cô Kim Anh mới xuất gia thôi, nó không gọi là tỳ kheo gì hết, không gọi là, nhưng mà sư cô á rất là buồn là vì sao, cổ chưa có qua sự là hàng khạch là tu tập tập sự gì ở trong chùa hết, mà tự nhiên đó, khi bệnh cái bắt là xuất gia ở trong đó, là một số quý vị đưa email lên, ôi sư cô tán dương đưa lên, cái đó là nó không đúng với luật của Đức Phật, sư cô xin lỗi mình nói thẳng, bởi vì cổ không có sự tu tập, không có chuẩn bị cái gì, cái tương tự xuất gia không có gì hết, cổ chỉ là người mới cạo đầu thôi. Rồi cái là nhân cơ hội đó thỉnh hòa thượng truyền giới, phải không? Trong khi đó cổ không có một cái chút xíu gì gọi là hạnh kiểm của một người tu, chưa có thanh lọc. Vậy là danh tự. Đó tương tự danh tự, danh tự đó, danh tự tương tự đó. Cổ cũng không phải là tỳ kheo, cổ chưa thọ giới tỳ kheo, cổ mới xuất gia sa di thôi.
mà mới sa di thôi, mà sa di cũng chưa hẳn sa di, có tương tự sa di thôi. Nếu mà chưa phải là tỳ kheo thì mình gọi cô Kim Anh là cái gì sư cô? Cổ tương tự sa di thôi, tương tự thôi, cổ đã có thọ giới sa di, cổ chưa thôi tỳ kheo mà, tỳ kheo phải qua bao nhiêu năm mới lên tỳ kheo được chứ, phải không? Do đó cổ chỉ cạo tóc, rồi á là quý chư tôn hòa thượng vì cổ bệnh mới cho cổ thọ giới để gieo duyên lành, thì đó chỉ tương tự thôi. Đó chỉ tương tự là bởi vì cổ còn sống giữa gia đình, đúng không? Vẫn còn chưa có thanh lọc được cái thanh tâm của mình. Một sa di có ứng pháp sa di nữa mà, có nhiều vị sa di xuất chúng giống như ngài của Ma La Thập, mình mới vừa học phải không, mới 7 tuổi đã ứng pháp rồi đó. Thành ra bây giờ mình phải phân chia, phải mình Phật tử với mình phải hiểu rõ giới luật để mình nhận định, chứ không phải tôn xưng một người phải không. Cổ là kêu cô Kim Anh thôi, hoặc là cô cái tên gì đó thôi, chứ cái chữ sư cô đó là cũng chưa nữa. Theo giới phẩm đó, phải không? Thành ra là cô đọc được email quý vị là ở trong một cái hội tôn xưng cổ quá nhiều, nhưng mà cái này nó gì tôn xưng mà lấy lòng thôi chứ không thật sự. Cảm ơn sư cô. Dạ con hiểu rồi. Cái này mình không phải là đề bạc nói một người, nhưng mà mình nói đúng theo lý của Đức Phật thôi. Một người mà cạo lọc, một thanh lọc thân tâm đâu phải dễ, phải không? Còn quý vị thọ thì khe còn sống chung với con, để nấu đồ mặn cho con, thì cái đó chỉ danh tự thôi, tương tự thôi, để gieo cái duyên lành để tu tập thôi. Chứ sự thật ra Đức Phật không có cho thọ thì kheo là như vậy. Dạ, cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi mời quý vị mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này